Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, trong các ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã duy trì 100% quân số, tổ chức trực tuần tra kiểm soát ứng trực xuyên đêm, xuyên Tết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giúp người dân được đón xuân vui tươi, an toàn. Ghi nhận tại thành phố Phổ Yên. Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 3 thuộc địa phận phường Ba Hàng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Phổ Yên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhiều lượt người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng chỉ phát hiện duy nhất một trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Em xuống dưới nhà em trai ở dưới Sóc Sơn thì thế là anh em cứ ngày Tết thì không lấy quả thì cô một ít bia không uống rượu. Sau khi nghỉ Tết thì tôi quay lại trở lại cơ quan để làm việc thì tôi trong khi tham gia giao thông thì tôi đã xác định là không sử dụng rượu bia để đảm bảo đến tính mạng của mình và cho người khác. Tôi cũng chỉ rất mong là các anh công an như vậy là phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để cho cái người tham gia giao thông được cho an toàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, lực lượng chức năng thành phố Phổ Yên đã xây dựng kế hoạch ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 11 tháng 1 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với các tổ nghiệp vụ thuộc công an thành phố huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Theo thống kê từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2, tức ngày 29 đến ngày 4 Tết, lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành 18 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 152 trường hợp, trong đó nồng độ cồn 41 trường hợp, vi phạm về tốc độ 83 trường hợp, không có giấy phép lái xe 34 trường hợp, số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 460 triệu đồng. Quá trình thực hiện, đội cảnh sát giao thông đã nắm chắc địa bàn, tình hình địa bàn, các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn, từ đó đề xuất dự báo phương án để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thì ý thức của người tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2024 năm nay đã tương đối là chấp hành nghiêm các luật an toàn giao thông. Nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Phổ Yên, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày Tết được đảm bảo, tình trạng ùn tắc giao thông không xảy ra, góp phần tạo không khí đón Tết vui xuân, văn minh, an toàn. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo cho nhân dân vui xuân an toàn, vui tươi.